Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Trên mình bây giờ đang là chiếc điện thoại iPhone 12 Pro Max. Và cái chiếc điện thoại này mình đã sử dụng được khoảng 4 ngày rồi. Mình nghĩ 4 ngày là một khoảng thời gian đủ dài để cho mình đưa ra những cái đánh giá chi tiết về iPhone 12 Pro Max. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhé. Khi chúng ta mua một cái điện thoại về thì cái điều chúng ta quan tâm đó là gì? Đó là hộp phụ kiện. Thì thực sự năm nay là iPhone 12 Pro Max nó sẽ có một cái thiếu sót, đó là nó không có hỗ trợ củ sạc ở bên trong này. Đấy, tất nhiên các bạn cũng sẽ có thể khắc phục được điều này một cách rất là dễ dàng bằng việc là các bạn sẽ mua thêm những cái củ sạc, ví dụ như là củ sạc chính hãng này hay là củ sạc của Anker tại Cellnet, mức giá cũng chỉ loanh quanh tầm khoảng 400 đến 600 nghìn đồng mà thôi. Đấy. Nhưng mà với cá nhân mình ý, thì mình thấy có một đặc điểm là nó hơi bất tiện một chỗ là ví dụ như bây giờ vợ mình đi đang sử dụng một cái iPhone 6S, vợ mình vẫn có cái củ sạc của nó ở nhà nhưng sẽ không thể sử dụng cái củ sạc đó cho iPhone 12 Pro Max được. Vì rất đơn giản, cái sợi cáp của cái iPhone 12 Pro Max này nó là cái sợi cáp chuẩn Type-C to Lightning, không phải là cái loại chuẩn Type-A to Lightning như là những thế hệ cũ mà vợ mình đang dùng bây giờ. Đấy, thì đấy là một cái điểm mà mình nghĩ là cũng rất là dở. Apple thì họ nói rằng là chúng ta sẽ tận dụng linh kiện cũ. Đúng, nếu mà giả sử như họ nói là bảo vệ môi trường, vợ mình cũng đồng ý với điều này. Nhưng về cơ bản là vợ mình cũng muốn sử dụng lại cái phụ kiện cũ lắm của con iPhone 6S ấy. Nhưng mà có được đâu, đúng nào, củ sạc đâu sử dụng được. Vậy nên vợ mình bắt buộc vẫn phải mua ở bên ngoài. Đấy, nói gì nói, cái việc thiếu sót cái củ sạc ở bên trong như thế này là mình sẽ chê. Đấy, tất nhiên là cái mục đích của Apple thì nếu mà họ nói rằng là mục đích bảo vệ môi trường thì chúng ta cũng đồng ý thôi. Nhưng mà bảo vệ môi trường thì chúng ta cũng có nhiều cách để chúng ta bảo vệ môi trường cơ mà. Đâu nhất thiết là phải cứ cắt giảm phụ kiện đi như thế. Mình cũng chia sẻ luôn đấy là việc Apple cắt giảm phụ kiện như này thì ví dụ như là những hãng thứ ba đấy, ví dụ như những cái hãng bên thứ ba, ví dụ như là Anker chẳng hạn hay là InnoStyle chẳng hạn, họ cũng sẽ sản xuất ra những cái bộ củ cáp sạc riêng dành cho iPhone thế hệ mới. Và thị trường này tự nhiên là nó sẽ sôi động lên, đúng nào. Không có Apple sản xuất thì cũng sẽ có người khác sản xuất thôi. Và cơ bản là giả sử như bây giờ bạn đang sử dụng một cái máy điện thoại rồi, bạn bán điện thoại cho người khác để mà nâng cấp lên cái iPhone 12 Pro Max này thì bạn cũng phải cho củ sạc cho người ta chứ chả lẽ bạn giữ củ sạc lại, đúng không? Đấy, thì đấy là cái điểm dở đấy, mình nghĩ là cái điểm tương đối dở đấy. Rồi, nhưng thôi, bỏ qua cái đó đi, bởi vì cái vấn đề này thì chúng ta đã tranh luận với nhau quá nhiều rồi. Bây giờ mình sẽ đến với cả các bạn cái phần thiết kế và cái cảm giác cầm nắm. Bản thân iPhone 12 Pro Max ấy, thì về cái khối lượng của nó không nặng hơn nhiều so với cả iPhone 11 Pro Max đâu. Cái khối lượng thực tế của nó là 228g, còn iPhone 11 Pro Max là 226g. iPhone 11 Pro Max thì bé một tí. Đấy, nhưng mà khi mà các bạn cầm vào iPhone 12 Pro Max với cả các bạn cầm vào iPhone 11 Pro Max, các bạn sẽ có một cái cảm giác thôi nhé. Cảm giác là iPhone 12 Pro Max nặng hơn khá nhiều so với 11 Pro Max. Bởi vì rất đơn giản, iPhone 12 Pro Max cầm vô cùng cấn tay luôn. Những cái đường vát này của Apple, về mặt bản chất là mình thấy là về mặt thẩm mỹ là nó sẽ đẹp hơn. Thực sự là như vậy, thẩm mỹ là đẹp hơn. Nhưng mà khi cầm vào trải nghiệm thực tế thì là rất là cấn tay. Ở trên mạng ấy thì có một số người dùng, người ta còn bảo là cái viền này nó sắc đến mức độ đứt tay. Tuy nhiên là cá nhân mình thì chưa bị đứt tay, nên là mình cứ nói là mình chưa bị đứt tay, nhưng mà cảm giác là nó rất là cấn tay. Đấy, tất nhiên chúng ta cũng sẽ khắc phục được điều này bằng việc là chúng ta sẽ đeo thêm một ốp lưng nữa thì nó sẽ đỡ cấn tay hơn. Ốp lưng thì chúng ta phải mua ngoài thôi, Cellnet họ cũng sẽ bán ốp lưng đấy ở bên ngoài cho các bạn. Đấy, các bạn cũng có thể mua thêm, có cả những loại ốp lưng chống va đập nữa. Lát nữa thôi thì mình sẽ nói về việc là tại sao các bạn nên mua cái ốp lưng chống va đập. Chúng ta sẽ nói tiếp nào. iPhone 12 Pro Max này thì một số anh em ở trên mạng nói rằng là cái viền này của nó rất là dễ bị xước. Đấy, tuy nhiên là sau 4 ngày mình sử dụng thì cái phần viền này nó chưa bị xước một tí nào cả, chưa bị chóc sơn. Nhưng mà cái phần màn hình này thì đã bị xước rồi. Màn hình này thì cực kỳ dễ bị xước, xin nhắc lại là cực kỳ dễ bị xước luôn. Nên là anh em khi mà mua điện thoại về thì nên dán thêm một miếng dán màn hình cho máy nữa. Cũng chia sẻ thật với các bạn đó là nếu mà giả sử như mình mua thì không bao giờ mình dán màn hình, kể cả xước cũng được. Đấy, nhưng mà đây là một cái điện thoại mà nó tương đối là đắt tiền. Đấy, nên là thời điểm đầu về thì thôi chúng ta cứ nâng niu nó một tí, chúng ta dán màn hình vào. Xong sau này dùng được khoảng một thời gian rồi chúng ta bỗ ba sau chúng ta bóc miếng dán ra cũng được. Chứ còn dán cường lực thì mình nghĩ là không nên đâu, bởi vì là dán cường lực nó sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm chúng ta cảm ứng vào đây. Nó sẽ không được tốt bằng cái việc là chúng ta dán mình miếng dán mỏng thôi. Cái màn hình của iPhone 12 Pro Max ấy thì nó là màn hình phẳng gần như tuyệt đối, không có một tí cong nào cả. Nếu mà so sánh với iPhone 11 Pro Max thì 11 Pro Max nó là cong 2.5D, nên là khi mà vuốt vào như này các bạn sẽ cảm thấy là iPhone 12 Pro Max vuốt vào thôi nó cũng rất là cấn tay. Đấy là cái điểm rất là dở đấy. Còn nếu mà chúng ta so sánh sang với cả một chiếc điện thoại ngày xưa mình đã sử dụng khoảng 6 tháng trời
đó là cái Galaxy S20 Ultra. Thì S20 Ultra nó là 222g. Nó chỉ nhẹ hơn sản phẩm này có 6g thôi, nhưng mà cầm S20 Ultra lên nó sướng lắm, bởi vì S20 Ultra nó cong cả hai đầu. Đấy. Nên là cảm giác cầm nắm là cái thứ mà mình tương đối chê ở trên iPhone 12 Pro Max. Cái cụm camera sau này của iPhone 12 Pro Max thì nó to hơn hẳn luôn, to hơn cả những cái hòn bi ở bên trong như này, và to hơn cả hình vuông ở bên ngoài này so với iPhone 11 Pro Max. Tất nhiên rồi, đây sẽ là cái điểm nhận diện của nó. Nếu mà chúng ta cầm nó lên đặt cạnh những sản phẩm đời cũ thì chúng ta có cảm tưởng rằng là nó sẽ đàn anh hơn khá nhiều. Cái mặt lưng nhám này thì mình rất là thích nhé, bởi vì là nó để lại ít mồ hôi và dấu vân tay hơn, và nhìn nó kiểu nó cũng sang hơn ấy. Còn để giải quyết cái vấn đề giống như vừa nãy mình đã nói đấy, đó là chống xước cho màn hình thì nên dán màn hình, chống cái việc là chóc viền hay là sợ bị rơi vỡ cái thứ thì nên mua thêm ốp lưng, và nó cũng sẽ giải quyết được cả vấn đề cầm nắm đỡ cấn tay hơn. Rồi chúng ta sẽ nói tiếp về các yếu tố khác thì sao. Cái màn hình nhiều bạn nói là không có 120Hz thì nó có ảnh hưởng gì không, thì thực ra là cá nhân mình chia sẻ thật lòng nhé, đấy là mình đã sử dụng những cái sản phẩm mà màn hình 120Hz, ví dụ như là Galaxy S20 Ultra rất lâu này đấy, hay là thậm chí là Note 20 Ultra cũng sử dụng khoảng vài tháng, thì sau khi chuyển sang iPhone 12 Pro Max mình không cảm thấy cái điều gì là quá kém cỏi ở cái màn hình của iPhone 12 Pro Max cả. Thực sự là như thế. Màn hình của iPhone 12 Pro Max mình đánh giá là một trong những màn hình đẹp, ổn. Kích thước thì lớn hơn một tí so với cả iPhone 11 Pro Max, nhưng mà về cơ bản là cái phần viền này của nó này làm rất là mỏng luôn. Phần viền này làm khá mỏng, và cái kiểu mỏng nó là mỏng cân đối. Tất nhiên là có một cái điểm chê ở cái phần thiết kế mặt trước này, đó là cái phần tai thỏ này này. Thì thực ra là mình nghĩ là thời điểm này chúng ta cũng nên chấp nhận với cái việc là tai thỏ nó chiếm dụng diện tích đi, nhưng mà hy vọng là sang thế hệ iPhone tiếp theo thì Apple họ sẽ kéo cái phần loa thoại này lên phía trên này để làm cái phần tai thỏ này nó bé đi một tí. Chứ cái phần tai thỏ này tự nhiên chứa một cái phần loa thoại mình nghĩ là phải đến 3 ly đấy, 3 ly thì nó rất là to rồi. Đấy. Chứ còn cái phần tai thỏ này thì so với thế cũng gần như cũng không có sự thay đổi đâu. Đấy. Thì cái đấy là cái điểm mà mình tương đối chê trên cái iPhone 12 Pro Max này. Còn về cái màn hình của iPhone 12 Pro Max ấy, thì như Apple công bố là cái màn hình này là cái màn hình được phủ gốm ở bên ngoài. Đấy thì Apple họ nói rằng là nó sẽ chống va đập tốt hơn gấp 4 lần. Tất nhiên là mình sẽ không dám thử thả độ bền rồi, vì cái chiếc điện thoại này thời điểm đầu giá nó rất là cao. Ví dụ như các bạn mua hàng tại 7net, kể cả các bạn có được khuyến mại trừ tiền qua thẻ ngân hàng này, xong rồi chúng ta có hỗ trợ thu cũ đổi mới, thì giá cũng đã từ 29,5 triệu rồi, chứ cũng không ít gì cả, gần 30 triệu một con điện thoại rồi. Nên là mình cũng không dám thả rơi. Đấy, nhưng mà về cái xước màn hình thì như ở đầu video mình đã nói là nó rất là dễ xước luôn. Nghĩa là cái kính này là bản thân là không biết là chống va đập có tốt hay không nhé, nhưng mà theo Apple nói là tốt, nhưng mà chống xước thì là không tốt. Đấy, cái này cũng phải nói với anh em luôn. Và cái màn hình này chỉ có đúng một cái điểm chê so với thế hệ đầu tiên, đó là cái phần vuốt của nó, cảm giác vuốt ở màn hình nó cấn tay quá, thực sự là như thế. Và cái điều này là cái điều mà anh em sẽ phải sống chung suốt đời với một cái điện thoại. Chúng ta sẽ nói tiếp nào về cái mặt hiệu năng thì sao. Đấy, hiệu năng mình nghĩ là rất nhiều anh em đang quan tâm bây giờ. Anh em quan tâm tới là việc là bây giờ nó chơi game PUBG như thế nào, nó đã mượt hơn chưa, Apple A14 đã tối ưu tốt hơn chưa, chơi game liên quân ra sao, và chơi game liên minh huyền thoại tốc chiến thì như thế nào. Đấy thì mình cũng sẽ nói luôn ba cái điểm sau. Bốn điểm luôn cho hoành tráng luôn. Đấy, đầu tiên là điểm số AnTuTu, tham khảo cho vui nhá, để anh em nhìn cho vui thôi, chứ còn mình cũng gần như cũng chẳng bao giờ tin vào điểm số này. Thì chấm ra nó rất là cao, nó rơi khoảng 641.000 điểm. Đây, 641.000 điểm. Tất nhiên nó cũng sẽ có một số những lần mà nó chấm nó lệch nhau, nhưng mà thường là iPhone 12 Pro Max khi mà mình chấm ra thì nó toàn rơi vào khoảng hơn 600.000 điểm thôi. Đây là một trong những điểm số thuộc dạng xuất sắc bây giờ rồi đấy. Thế với cái điểm số này thì đầu tiên là nó sẽ thể hiện cái game Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến là cực kỳ mượt mà, xin nhắc lại là cực kỳ mượt mà. Độ mát ở phía sau ấy là rất là tốt. Đấy, Admin Kha đã có bài test game rồi. Thế tuy nhiên là với game đó thì có lẽ là chúng ta cũng sẽ bỏ qua đi, bởi vì sao? Bởi vì là game đó ngay cả những cái sản phẩm chạy có chip Snapdragon 730 nó còn chơi mượt cơ mà. Nếu mà iPhone mà không chơi mượt thì có mà vỡ mồm đúng nào. Đấy, vậy nên là hai cái tựa game còn lại chúng ta quan tâm đấy là Liên Quân và PUBG. Đối với ở Liên Quân thì nó chơi rất mượt mà với phiên bản iOS mới. Nếu mà các bạn lên iOS 14.3 beta nhé, thì các bạn sẽ chơi nó cực kỳ mượt mà, và phía sau này khá là mát. Đấy, như Admin Kha hôm có test là dùng súng bắn nhiệt độ thì nó chỉ rơi khoảng hơn 40 độ thôi. Mình thấy là như thế là ổn. Ổn đối với cả cái việc các bạn chơi game Liên Quân và chơi cực mượt. Thế còn game PUBG thì sao? Game PUBG khi mà
cái iPhone 12 Pro thể hiện ở iOS 14.1 ấy, thì các bạn biết rồi đấy, admin Khan nói là giật la la la, nhưng mà đến iPhone 12 Pro Max thì nó không bị giật lag một tí nào cả, nhưng với điều kiện là các bạn phải lên cái phiên bản iOS 14.3 beta. Đấy, được chưa? Rồi các bạn, bây giờ thì phiên bản chính thức vẫn là iOS 14.2 thôi. Đấy, thế thì khi mà chơi game PUBG này thì nó rất mượt, nhưng vấn đề xảy ra ở đây là gì? Đấy là nhiệt độ phía sau. Nó tỷ lệ thuận luôn với cả cái việc mượt mà đó. Đó là nhiệt độ phía sau này rất nóng, hơn 50 độ C cơ. Các bạn cảm thấy sao? 50 mấy độ C liền. Đấy, thì là cái vấn đề mình nghĩ là cũng sẽ là khắc phục ở trong thời gian sắp tới thôi, khi mà Apple cập nhật cái phiên bản phần mềm mới cho cái chiếc điện thoại này, có thể là lên đến iOS 14.4, iOS 14.5 chẳng hạn, ví dụ như thế. Thì hy vọng là Apple sẽ khắc phục được hết toàn bộ những cái lỗi mà anh em đưa ra. Nhưng về cơ bản là bây giờ Apple A14 là đã là rất tốt rồi. Còn về bộ nhớ trong thì sao? Bộ nhớ trong của iPhone 12 Pro Max thì cao gấp đôi so với iPhone 11 Pro Max. Đây là điểm mà mình nghĩ là cũng khá là đáng khen đấy. Và cái vấn đề lưu trữ, về việc là lưu trữ phim ảnh này, lưu trữ về quay video, nó sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Còn tất nhiên trong có mấy ngày sử dụng thì mình không thể sử dụng hết được 128GB được. Đấy, cái này mình phải dùng cả năm mới hết. Đấy. Nhưng mà rõ ràng là cái sự nâng cấp hơn về RAM nữa, RAM lên 6GB này, ROM lên 128GB và chip là lên Apple A14. Thì đây là cái sự lột xác của iPhone 12 Pro Max về mặt hiệu năng đấy. Đấy, có chăng là bây giờ là chơi game PUBG đang gặp phải vấn đề đây là hơi nóng. Và đo AnTuTu nhé các bạn. Nếu các bạn chấm điểm AnTuTu, các bạn sờ vào đây xong, sau khi đo xong các bạn lấy máy bắn nhiệt độ vào đây, các bạn sẽ thấy là nó khá nóng, phải trên 50 độ đấy. Nhưng mà cái vấn đề xảy ra đối với cả iPhone 12 Pro Max đây là gì? Đấy là cái iOS chưa ổn định. Ở đây mình sử dụng iOS 14.2 chính thức và cả iOS 14.3 beta. Thì vấn đề của nó đó là nó xảy ra hiện tượng bị treo máy. Và chính những người anh em ở bên trong phòng của mình này đã trực tiếp cảm nhận được thấy cái điều đó rồi. Khi mà vào trong album ảnh, kéo lên kéo xuống là đơ máy luôn, ấn những cái thứ gì là không có phản hồi cái gì cả. Đấy là nó xảy ra hiện tượng bị treo như thế. Và thực sự là đây cũng là một trong những hiện tượng mà xưa nay ít khi mình gặp ở trên iPhone. Đấy, ví dụ như mình gặp ở trên những cái con như kiểu là iPhone 7 mình không nắm gì vì nó cũng khá cũ rồi. Nhưng mà trên một thiết bị mà mới lại còn đầu bảng của Apple như này mà gặp phải hiện tượng bị treo máy như thế thì chắc là anh em sử dụng anh em cũng không khoái cho lắm, đúng không nào? Đấy, thì nó có xảy ra hiện tượng bị treo máy. Đấy, nhưng mà cái mà mình nghĩ là anh em vui nhất đấy là bây giờ là game PUBG là đã được tối ưu rồi. Đấy, thì mình nghĩ là cái đấy nó là cái mà anh em sẽ vui hơn. Đấy, còn trong quá trình sử dụng nhá thì sóng sánh này là đang có vấn đề đấy. Ví dụ bây giờ mình sử dụng với cái sóng wifi ở bên trong phòng của mình, những cái con điện thoại tàu ví dụ như là con Oppo Reno 10X Zoom của mình bây giờ đang sử dụng thì nó rất là ổn định về mặt sóng sánh, đặc biệt là sóng wifi. Nhưng mà bé iPhone 12 Pro Max này thì nghe chừng là có vẻ không ổn định cho lắm, wifi không ổn định cho lắm. Và đặc biệt là nếu mà các bạn đang từ phòng khách này, mình đang ở phòng khách nhé, mình đi vào trong nhà vệ sinh ở phòng khách mình để phát sóng wifi mà. Đấy, thì cái Oppo Reno mấy chủ mình vẫn bắt ngon lành gành đào, nhưng mà iPhone 12 Pro Max thì thi thoảng nó vẫn bị văng ra để chuyển sang 4G. Tất nhiên nó sẽ hỗ trợ cả 5G nữa cơ. Đấy, nhưng mà hiện tại là ở Việt Nam chúng ta thì cũng chưa hỗ trợ phổ biến 5G, nên là cái đó thì mình sẽ không đánh giá ở đây. Kể cả cái việc kháng nước kháng bụi thì mình nói thật với các bạn chứ mình không dám test. Đấy, test nhỡ may nó vào nước quỳ tím ở bên trong này biến thành màu đỏ thì là cũng phải để máy. Đấy, nên thôi, cái đó thì chắc là cũng không thể đánh giá ở trong 4 ngày sử dụng này được. Đấy, và nó cơ bản là kể cả các bạn có bị vào nước ở trong nữa thì nhà xuất cũng không bảo hành cái đó, nên là cái đó là cái đánh giá không thực tế, nên là mình cũng không đánh giá vào đây. Còn về cái camera thì cơ bản là cái đánh giá cái iPhone 12 Pro của mình như thế nào thì cái iPhone 12 Pro Max thì nó khá là xem như vậy thôi. Nó có điểm khác biệt đó là cái camera tele phía sau là tele 2.5x thì khi mà chúng ta chụp ảnh thì cái góc chụp nó sẽ hẹp hơn bởi vì nó chụp gần hơn mà. Nhưng mà được cái là cái xóa phông của nó sẽ tốt hơn, xóa phông nó tốt hơn một tí. Đấy, thì cái này thì mình thấy là nó cũng không quá đáng để chúng ta kể vào đây cả. Nhưng mà có một đặc điểm đấy là anh em chú ý là cái chụp ảnh selfie của cái camera trước này, chụp ảnh selfie là nó sẽ xóa phông theo khoảng cách ấy nhá. Nên là nếu mà ví dụ như admin Kha mà đứng hơi xa phía sau như này thôi là bạn sẽ thấy là mặt admin Kha sẽ bị mờ hết, ví dụ mặt mình ở đây thì vẫn rõ nét này. Đấy, thì cái điểm đấy là cái điểm mà chúng ta cần phải chú ý. Còn về cơ bản thì camera này lấy nét ở trong những điều kiện thiếu sáng là vô cùng nhanh và cầm lên chụp ảnh là rất tự tin. Camera này là thực sự là xuất sắc đấy, thực sự là như thế. Thu âm của iPhone thì chắc cũng không cần phải nói đến nữa. Bộ loa ngoài thì nghe rất là hay. Tuy nhiên nếu mà chỉ nói là hay như thế nào thì nó sẽ khó để cho các bạn hình dung và tham chiếu ra, thì mình sẽ so sánh luôn với cả Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Thì mặc dù cái iPhone 12 Pro Max này nghe hay thật, nhưng mà so sánh xa với Galaxy Note 20 Ultra
thì nghe nó không hay bằng. Và nếu mình chấm là nốt hai mươi cha được khoảng 10 điểm thì sau này nó sẽ được khoảng 9 điểm thôi. Đấy, nó sẽ kém hơn một tí so với nốt hai mươi cha. Có lẽ là nốt hai mươi cha nó có cả công nghệ âm thanh Dolby Atmos rồi các thứ nữa nên là nó sẽ nhỉnh hơn. Kháng nước kháng bụi thì là có rồi, những cái khác cũng có. Sóng sánh nghe gọi thì nếu mà các bạn vào những trong những cái điều kiện mà nó sóng yếu nhá, ví dụ như là các bạn vào trong thang máy hay là các bạn xuống hầm gửi xe, ví dụ như ở cái tòa nhà mình thuê bây giờ là hầm gửi xe là có 3 hầm cơ, tầng hầm B3 cơ, thì khi các bạn xuống hầm B3 các bạn sẽ cảm thấy là sóng rất là yếu. Đấy, sóng nghe gọi các bạn vẫn có thể nghe gọi được nhưng mà 4G là gần như là các bạn sẽ không thể bắt được đâu. Đấy, thì đấy là cái điểm mà mình cũng cần phải nói ở trong video này. Đấy, còn các bạn biết rồi đấy, riêng Dương Dê là cái gì là mình cũng sẽ nói thẳng nói thật với các bạn hết tất cả những nhược điểm của nó, không có điểm gì phải giấu giếm cả. Đấy, thì nếu anh em cảm thấy hay thì có thể like, share và subscribe ủng hộ mình. Đấy, còn lại thì ở đây thì mình cũng còn một vấn đề nữa đây mình phải nốt ở đây. Đấy, tí để quên. Đấy là vấn đề về pin và sạc. Thì về cơ bản là mình nói luôn là mình không đo on screen là được bao nhiêu, nhưng thực sự là pin con này rất là trâu. Thực sự là như thế, pin xấp xỉ khoảng gần 3700. Mặc dù là kém hơn so với cả iPhone 11 Pro Max, nhưng mà trong quá trình sử dụng thì mình thấy là nó không có quá nhiều sự khác biệt đâu nhé. Mình cảm thấy vẫn rất tự tin với pin của chiếc điện thoại này. Ví dụ như tầm khoảng 8 giờ sáng mình rút sạc ra để mình đi làm, thì phải đến tầm 7 giờ tối mình mới về đến nhà, mình mới phải sạc lại pin cho chiếc điện thoại này. Mà lúc đó là nó vẫn còn khoảng 20-30% cơ, vẫn rất thoải mái. Nói chung là pin như thế là mình thấy ổn đấy, pin là rất ổn rồi. Đấy, nhưng mà có cái sạc là có vấn đề này, sạc có vấn đề. Cái sạc không dây của cái chiếc điện thoại này nó sẽ phải sạc trong khoảng hơn 3 tiếng đồng hồ, 3 tiếng cho đến 3 tiếng rưỡi mới đầy. Thì như những gì mà Apple công bố sạc hỗ trợ 15W ấy, thì như thế là cũng không ổn lắm. Còn cái sạc 20W của cái chiếc điện thoại này thì phải hỗ trợ hơn 2 tiếng mới đầy. Đấy, khoảng 2 tiếng 15 phút mới đầy. Thì cái sạc đấy sẽ là cái vấn đề của cái iPhone này. Cũng có thể là cái phiên bản iOS bây giờ nó chưa ổn định, nó như thế. Nên là những anh em nào mà đã mua iPhone 12 Pro Max rồi, đã sử dụng rồi thì có thể comment lại nhé. Còn anh em nào chưa mua, chưa sử dụng thì đừng comment, được chưa? Cái này mình cũng nói luôn bởi vì là rất nhiều anh em là cứ nghe ở trên mạng là người này nói này, người này nói nọ. Nhưng không, phải có trải nghiệm thực tế. Chúng ta sử dụng như nào, anh em hãy góp ý cho nhau sử dụng. Đấy, còn với bản thân mình là nó là như thế. Như vậy là mình vừa mới có một cái video đánh giá mình nghĩ là rất là chi tiết, phải thuộc dạng chi tiết nhất ở Việt Nam bây giờ rồi, về cái iPhone 12 Pro Max này. Tất cả những ưu nhược điểm mình cũng đã kể ra rồi. Các bạn cảm thấy sao về chiếc điện thoại này, hãy để lại comment cho mình biết nhé. Và hiện tại nếu mà các bạn mua hàng tại Cellnet thì đầu tiên là về mức giá các đã, các bạn sẽ có một mức giá nó rất là tốt rồi. Giá như thế nào thì các bạn có thể nhìn thấy trên hình. Đấy, không chỉ riêng gì về iPhone 12 Pro Max mà còn rất nhiều những sản phẩm iPhone khác như là 12 mini, 12 và 12 Pro. Cellnet thì họ cũng sẽ hỗ trợ cho các bạn là lên đời sản phẩm đấy, hỗ trợ trợ giá đến 1 triệu này. Các bạn mua thanh toán có thẻ ngân hàng thì các bạn sẽ được thêm hỗ trợ thêm 1 triệu nữa này, với một số ngân hàng thôi đấy. Thì chi tiết như nào thì các bạn cứ kích vào cái đường link mình đã để phía dưới phần mô tả của video. Còn cái việc giải quyết vấn đề mà không có sạc, không ốp lưng thì chúng ta có thể mua thêm, Cellnet họ cũng sẽ bán lẻ ở bên ngoài. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video này của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.